Chimanika giá cho Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 108 Kinh Vobhagavatamokkhasanna. Vobhagavatamokkhasanna Sutta, từ câu 1033 đến 1034, sẽ được Ngài Tệ Siêu thuyết giảng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ Quân Thịnh Thượng Tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng Bích Tính Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ. Thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn Phong Lan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn từ bi. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính lãnh lễ Ngài Tuệ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhanikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 108, Kinh Vobhagavatamokkhasanna. Vobhagavatamokkhasanna Sutta sẽ được Ngài Tuệ Siêu giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ Cung Thịnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính dâng Bích Đến Xưa. Nam mô Bích Tha Giá. Kính lễ Thượng Tọa Bích Siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thời đại của chúng ta và một thời đại mà đôi khi có những điều nghe rất là quen thuộc, nhưng mà cho đến khi mình chạm phải thực tế, có những vấn đề rồi mình nhìn lại mới thấy là quả thật Đức Phật là Đức Phật. Đức Thế Tôn biên dịch trước đó không lâu, Ngài đã nói với tăng chúng là sau khi Như Lai biên dịch pháp và luật, Như Lai đã giảng dạy là thầy của các con.
Thứ vì Đức Phật Ngài đã không chỉ định một người thừa kế, và Đức Phật Ngài đã xây dựng cái vai trò của tăng chúng tồn tại, không có nằm ở trong một cái hệ thống dọc, tức là một cái tập quyền trung ương. Rất là khó tưởng tượng cho chúng ta tại sao Phật giáo đã tồn tại xuyên suốt trong 2.500 năm như hơn 2.500 năm ở trong điều kiện như vậy. Khi Đức Thế Tôn viên tịch thì tôn giả Mahakaya nhất còn đó, tôn giả Nanda, Nandara và nhiều vị đại đệ tử rất là của Đức Phật còn đó, nhưng mà Đức Phật không mới chính thức dạy rằng một vị nào sẽ cai quản tăng chúng. Và hôm ngày hôm nay ghi lại một cái cuộc gặp gỡ sau khi Đức Tôn viên được bệnh viện không lâu, Tôn giả Nanda đã về phó hội ở tại thành Bưu Xá, và câu trả lời của Tôn giả Nanda cho Bà La Môn Gopaka Mukhalana và Bà La Môn Vasakara, nếu suy gẫm cho kỹ sẽ làm ngạc nhiên nhiều người. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta cùng tỉnh Sư Đoàn Tự Siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ. Cảm ơn Tùy Mẫn cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ. Cảm ơn Hoàng Nguyệt. Con xin đọc phần chánh văn. Bài 108 Gopakam Gatlana Sutta. Gopaka Mokgatlana là một Bà La Môn thượng thư của vua Achasattu. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch ít lâu, tôn giả Ananda đến Rajagaha tham dự đại hội kết tập Tam Tạng. Một ngày, Bà La Môn Gopaka Mokgatlana gặp tôn giả Ananda đã nêu lên câu hỏi là ai là người kế thừa Đức Phật với tầm vóc tương tự. Tôn giả Ananda trả lời, không ai có thể so sánh ngang bằng với Đức Phật. Vasakara, một đại thần khác của xứ Magatha, đã đặt lại câu hỏi và nhận được câu trả lời soi vào những gì muốn hỏi. Bài kinh này cũng nhấn mạnh hai điểm. Sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt, pháp và lực sẽ là đạo sư. Tăng chúng cũng khả kính ở hai phương diện là đại thể mang tính cộng đồng và cũng có những bậc thành tựu các quả chứng đáng tán thán. 1033. Không ai có thể thay thế Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng giác. Bài kinh này được ghi lại không lâu sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, Bà La Môn Gopaka Mokgatlana nêu lên câu hỏi về sự kế thừa. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Ananda trú ở Rajagaha Vương Xá tại Veluwana Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc khi Thế Tôn thì tịch không bao lâu. Lúc bấy giờ, vua Achasattu, con bà Vidhi, nước Magatha, Ma Kiệt Đà, vì nghi ngờ Bách Chư Tá Đăng Quang Vương, nên cho xây kiên cố thành Rajagaha. Tôn giả Ananda buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Rajagaha để khất thực. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ, nay còn quá sớm để vào Rajagaha khất thực. Vậy ta hãy đi đến Bà La Môn Gopaka
Moggallana và chỗ làm việc của vị này. Rồi tôn giả Ananda đi đến Bà La Môn Govaka Moggallana và chỗ làm việc của vị này. Bà La Môn Govaka Moggallana thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến. Sau khi thấy liền nói với tôn giả Ananda: Hãy đến tôn giả Ananda. Thiện lai tôn giả Ananda, đã lâu rồi tôn giả Ananda mới tạo được cơ hội này, tức là đến đây. Tôn giả Ananda, hãy ngồi xuống, đây là chỗ ngồi đã sẵn sàng. Tôn giả Ananda ngồi xuống trên chỗ ngồi đã sẵn sàng. Còn Bà La Môn Govaka Moggallana chọn một chỗ ngồi thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Govaka Moggallana thưa với tôn giả Ananda: Có thể chăng một tỷ kheo thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà tôn giả Gotama bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu? Không thể có một tỷ kheo này, Bà La Môn, thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu. Này Bà La Môn, thế nào là bậc làm khởi dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử là những vị sống hành đạo và tùy hành sẽ thành tựu những pháp ấy về sau. Nhưng cuộc nói chuyện giữa tôn giả Ananda và Bà La Môn Mokkha Govaka Moggallana bị gián đoạn. Bà La Môn Vassaka bậc đại thần nước Magatha đi thị sát các cộng sự Rajagaha vương xá đến công trường của Bà La Môn Govaka Moggallana, đến chỗ tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vassaka, Vassaraka, không sai rồi, Vassakara, bậc đại thần nước má, Gatha, thưa với tôn giả Ananda: Ở đây, thưa tôn giả Ananda, tôn giả đang ngồi đàm luận câu chuyện gì và câu chuyện gì của tôn giả bị gián đoạn. Này Bà La Môn, ở đây Bà La Môn Govaka Moggallana nói với tôi như sau: Có thể, có chăng tôn giả Ananda, một tỳ kheo thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà tôn giả Gotama bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu. Khi được nói vậy, Bà La Môn, tôi nói với Bà La Môn Govaka Moggallana như sau: Này Bà La Môn, không thể có một vị tỳ kheo nào thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu. Này Bà La Môn, thế nào là bậc làm khởi dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và các đệ tử ngài là những vị sống hành đạo và tùy hành đạo và sẽ thành tựu những pháp ấy về sau. Thưa tôn giả Ananda, có một vị tỳ kheo nào được tôn giả Gotama sắp đặt? Vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông nay sẽ y chỉ vị này. Này Bà La Môn, không có một vị tỳ kheo nào được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác sắp đặt. Vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông sẽ y chỉ vị này.
Thưa Tôn giả Ananda, có một vị tỷ kheo nào được chúng tăng thỏa thuận và một số đông các vị tỷ kheo trưởng lão sắp đặt. Vị này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông nay sẽ y chỉ vị này. Không có một vị tỷ kheo nào, này Bà La Môn, được chúng tăng thỏa thuận và được số đông các vị tỷ kheo trưởng lão sắp đặt. Vị này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này. Và như vậy là không có chỗ nương tựa. Thưa Tôn giả Ananda, như vậy do nhân gì quý vị có thể hòa hợp? Này Bà La Môn, chúng tôi không phải không có chỗ nương tựa. Này Bà La Môn, chúng tôi có chỗ nương tựa và pháp mà chỗ nương tựa của chúng tôi. Khi được hỏi, có một vị tỷ kheo nào được Tôn giả Gotama sắp đặt? Vị này, sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông nay sẽ y chỉ vị này. Tôn giả trả lời, này Bà La Môn, không có một vị tỷ kheo nào được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác sắp đặt. Vị này, sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này. Khi được hỏi có một vị tỷ kheo nào được chúng tăng thỏa thuận và một số đông các vị tỷ kheo trưởng lão sắp đặt. Vị này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông. Các ông nay sẽ y chỉ vị này. Và Tôn giả trả lời, không có một vị tỷ kheo nào. Này Bà La Môn, được chúng tăng thỏa thuận và được số đông các vị tỷ kheo trưởng lão sắp đặt. Vị này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này. Khi được hỏi, và như vậy là không có chỗ nương tựa. Thưa Tôn giả Ananda, như vậy do nhân gì quý vị có thể hòa hợp? Tôn giả trả lời, này Bà La Môn, chúng tôi không phải không có chỗ nương tựa. Chúng tôi có chỗ nương tựa, này Bà La Môn, và pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. Nhưng thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói này cần phải hiểu như thế nào? Này Bà La Môn, Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã thi thiết học pháp, đã tuyên bố giới bổn, Ati-mất-khá, Ba La Đệ Mộc Sò cho các tỷ kheo. Trong những ngày Bồ Tát Ubo-sa-thá, chúng tôi cận trú ở chung một thôn điền. Tất cả chúng tôi hội họp với nhau tại một chỗ. Chúng tôi hỏi những gì đã xảy ra cho mỗi một người. Nếu trong khi hỏi nhau như vậy, có tỷ kheo phạm giới, chúng tôi bảo vị ấy làm đúng pháp, đúng lời dạy. Thật vậy, không phải các tôn giả xử sự chúng tôi, chính pháp xử sự chúng tôi. Thưa Tôn giả Ananda, có tỷ kheo nào mà nay quý vị cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường sau khi cung kính, tôn trọng quý vị nương tựa? Này Bà La Môn, có tỷ kheo mà nay chúng tôi cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, và sau khi chúng tôi cung kính, tôn trọng, chúng tôi nương tựa? Thưa Tôn giả Ananda, khi được hỏi có một vị tỷ kheo nào được Tôn giả Gotama sắp đặt, sau khi ta diệt độ, vị này sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông nay sẽ y chỉ vị này. Và Tôn giả trả lời, này Bà La Môn, không một vị tỷ kheo nào được Thế Tôn, bậc tri giả, kiết giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác sắp đặt. Vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, mà chúng tôi nay y chỉ vị này. Khi được hỏi, thưa Tôn giả Ananda, có một vị tỷ kheo nào được chúng tăng thọ thuận, được một số đông tỷ kheo trưởng lão sắp đặt? Vị này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông nay sẽ y chỉ vị này.
Bà Tôn Giả trả lời, không, có một tỷ kheo nào được chúng tăng thọ thận, được một số đông tỷ kheo trường độ sắp đặt. Vì này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này. Khi được hỏi có một tỷ kheo nào, thưa Tôn Giả Ananda, nay quý vị cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy, và sau khi cung kính, tôn trọng, quý vị an trú nương tựa vị ấy. Và Tôn Giả trả lời, này Bà Lão Môn, có tỷ kheo. Dạ, có việc gì thấy bàn tay cô tu nữ Tề Duyên à? Đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? Alo? Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính cảm ơn. Dạ, cảm ơn tri ân sư. Dạ, con thấy bàn tay của tu nữ Tề Duyên. Con tưởng là con bị rớt mít. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Khi được hỏi có một tỷ kheo nào, thưa Tôn Giả Ananda, nay quý vị cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy, và sau khi cung kính, tôn trọng, quý vị an trú nương tựa vị ấy. Và Tôn Giả trả lời, này Bà La Môn, có tỷ kheo chúng tôi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, và sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú nương tựa vị ấy. Thưa Tôn Giả Ananda, ý nghĩa lời nói ấy cần phải hiểu như thế nào? Này Bà La Môn, có người khả hỷ pháp được Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Giữa chúng tôi, vị nào có đầy đủ 10 pháp này, chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị ấy. Sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa vị ấy. Thế nào là 10? Ở đây, này Bà La Môn, tỳ kheo có giới hạnh sống kế ngự với sự chế ngự của giới bổn Bạch Tỳ Mộc Khá, đầy đủ oai chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, sau khi họ trì học tập trong các học pháp. Vị ấy là bậc đa văn, thọ trì những điều đã nghe, cất chứa những điều đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy đều được nghe nhiều, được thọ trì, được lời nói làm cho quen thuộc, được ý tư niệm, được chánh kiến khéo, ngộ nhập. Vị ấy biết đủ đối với các vật thực. Vị ấy biết đủ đối với các vật thực, dụng như y, đồ ăn thất thực, sàn tọ, dược phẩm, trị bệnh. Vị ấy là người tùy theo ý muốn, không khó khăn, không có mệt nhọc, chứng được bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. Vị ấy thực hiện các loại thần thông sai biệt, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, động thổ trồi lên, ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như chim có cánh. Với bàn tay vị ấy chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến Phạm Thiên. Vị ấy với thiên nhị thuần tịnh siêu nhân, nghe được âm thanh của chư thiên và loài người, gần cũng như xa. Sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài người, với tâm của mình, vị ấy được biết như sau: tâm có tham, biết tâm có tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tán loạn; đại hành tâm, biết là đại hành tâm; không phải đại hành tâm, biết không phải là đại hành tâm; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiền định, biết tâm thiền định; tâm không thiền định, biết tâm không thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân. Nhớ đến các đời sống quá khứ, vị ấy
với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi với thượng trí đã chứng ngộ, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Bà Lã Môn, mười pháp khả hỷ này đã được Thế Tôn bậc kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác nói lên giữa chúng tôi. Vị nào có đầy đủ mười pháp này, chúng tôi nay cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường vị ấy. Sau khi cung kính tôn trọng, chúng tôi an trú nương tựa vị ấy. 1034. Câu hỏi hay sẽ có câu hỏi hay trả lời. Một vị đại thần khác đã nêu lên câu hỏi với những điểm rõ ràng hơn và nhận được câu trả lời chi tiết hơn. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Quách-sắc-ca ra Vũ Thế, đại thần nước Magatha nói với tướng quân Upananda: tướng quân nghĩ thế nào? Nếu là như vậy, này tướng quân, những vị tôn giả này cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường. Thời chắc chắn những tôn giả này cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường. Và nếu những tôn giả ấy không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường tỷ kheo này, thời những tôn giả ấy cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ai? Rồi Bà Lã Môn Quách-sắc-ca-ra, vị đại thần nước Magatha, thưa với tôn giả Ananda: tôn giả Ananda, nay trú tại đâu? Bà La Môn, tôi trú ở Veluwana, Trúc Lâm. Thưa tôn giả Ananda, có phải Veluwana là một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp thiền định? Thật vậy, này Bà La Môn, Veluwana Trúc Lâm là một khả ái ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa cách dân cư đông đúc, thích hợp thiền tịnh, xứng đáng với những vị hộ trì và thủ hộ như ngài. Thật vậy, thưa tôn giả Ananda, Veluwana là một chỗ khả ái ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp thiền định, xứng đáng với những người tu thiền và tánh thiên về thiền định. Như vậy tôn giả, và chư vị tôn giả là những vị tu thiền, là tánh thiên về thiền định. Thưa tôn giả Ananda, một thời tôn giả Gotama ở tại Vesali, Đại Lâm ở Kugara Sala, trùng cát giảng đường. Rồi thưa tôn giả Ananda, tôi đi đến Mahawana, Đại Lâm, Kugara Sala, đến tôn giả Gotama. Ở đây tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện nói về thiền định luận. Tôn giả Gotama thật là vị tu thiền và tánh thiên về thiền định, và tôn giả Gotama tán thán tất cả thiền định. Này Bà La Môn, Thế Tôn ấy không tán thán tất cả thiền định, không tán thán tất cả thiền định. Và này Bà La Môn, loại thiền định nào Thế Tôn ấy không tán thán? Ở đây, này Bà La Môn, có một vị sống với tâm thấm nhuần dục tham, bị dục tham chi phối và không như tham biết sự giải thoát khỏi tham đã được khởi lên. Vị ấy lấy dục tham làm lỗ tượng tối hậu, thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vị ấy sống với tâm thấm nhuần sân hận, bị sân hận chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi sân hận đã được khởi lên. Vị ấy lấy sân hận làm đối tượng tối hậu, thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vị ấy sống với tâm thấm nhuần hôn trầm thủy miên, bị hôn trầm thủy miên chi phối và như thật biết sự giải thoát khỏi hôn trầm thủy miên đã được khởi lên. Vị ấy lấy hôn trầm thủy miên làm đối tượng tối hậu, thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập.
Vị ấy sống với tâm thánh nhân trạo hối, bị trạo hối chi phối và không như thật, biết sự giải thoát khỏi trạo hối đã được khởi lên. Vị ấy trạo hối làm đối tượng tối hậu thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vị ấy sống với tâm thấm nhuần nghi hoặc, bị nghi hoặc chi phối và không như thật, biết sự giải thoát khỏi nghi hoặc đã được khởi lên. Vị ấy lấy nghi hoặc làm đối tượng tối hậu thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Này Bà La Môn, Thế Tôn ấy không tán thán loại thiền như định như vậy. Và này Bà La Môn, loại thiền định nào Thế Tôn tán thán? Ở đây, này Bà La Môn, tỳ kheo ly dục ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ và các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, loại thiền như vậy Thế Tôn ấy tán thán. Thưa thật vậy, thưa tôn giả Ananda, tôn giả Gotama, khiển trách thiền đáng được khiển trách, tán thán thiền đáng được tán thán. Nay tôn giả Ananda, chúng tôi phải đi, chúng tôi có những việc, có nhiều phận sự phải làm. Này Bà La Môn, hãy làm gì Bà La Môn nghĩ là hợp thời? Rồi Bà La Môn Vatsakara, đại thần nước Magatha, hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Ananda giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Bà La Môn Gobaka Mokgatlana, khi Bà La Môn Vatsakara, đại thần nước Magatha, đi không bao lâu, thưa với tôn giả Ananda: nếu chúng tôi không hỏi tôn giả Ananda, thời tôn giả Ananda đã không trả lời. Này Bà La Môn, có phải chúng tôi đã nói với ông không có một tỷ kheo nào, này Bà La Môn, thành tựu 10 pháp ấy một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ những pháp mà Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã thành tựu? Này Bà La Môn, vị Thế Tôn ấy là bậc làm cho khởi dậy con đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay, các đệ tử Ngài là những vị sống hành đạo, tùy hành đạo và sẽ thành tựu những pháp ấy về sau. Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thịnh Ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai Giá. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Anh, quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Thập Ma Gia, Nam mô Sang Khaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Nhật Đẳng cùng chư Tôn Đức đang có mặt trong room. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Gopaka Mokgatlana. Bài kinh này rất quan trọng. Sau này chúng ta có nghe
các cái kinh điển mà người ta nói về các vị tổ, cho nên Đức Phật này cầm hoa sen để người thọ ký cho tổ Thích Caspa. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì ngài Caspa là vị tổ đầu tiên, rồi sau đó tới tổ Ananda vân vân. Nhưng mà cái đó chỉ là cái người hậu thế, vì sau này họ tương truyền họ nói như vậy. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề này. Chính trong bài kinh ngày hôm nay mà tôn giả Ananda đã trình bày, đã trả lời các cái câu hỏi của Bà La Môn. Gopaka Mokalana và ngài giải thích cho quan đại thần Vaskara. Điều hết sức là rõ ràng. Ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có ai trong tăng chúng được Đức Phật chỉ định là người sẽ kế thừa cái vai trò của ngài để lãnh đạo tăng chúng sau khi ngài viên tịch. Và cũng không có vị tỳ kheo nào được hội chúng trưởng lão, được tăng đoàn chỉ định sẽ là người kế thừa sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Đó là điểm mà các vị phải chú ý. Một điều rất là lý thú, khi tôn giả Ananda ngài trả lời cho hai cái vị Bà La Môn cái sự việc đó, Đức Thế Tôn ngài không có chỉ định một vị tỳ kheo để làm cái để cho tăng chúng nương tựa vị ấy, và tăng chúng cũng không có đề cử vị nào để làm cái chỗ nương tựa cho tăng chúng. Thì ông Bà La Môn mới hỏi tôn giả Ananda, như vậy thì làm sao mà sau khi Đức Phật viên tịch mà các ngài lại tăng chúng lại sống hòa hợp với nhau vậy? Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Ngài nói là pháp, vì nương tựa theo pháp. Và ngài nhắc lại cái câu mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch Niết Bàn. Yu vô an nan đắc ma ya tham mô chát vinh a yon chát đi sĩ tô và nhà tô sô vô mà mất chị dê đến sắp thà. Này Ananda, pháp và luật nào Như Lai đã thuyết, đã chế định thì pháp luật ấy sẽ là bậc đạo sư, sẽ là thầy của các ngươi sau khi ta viên tịch. Và tôn giả Ananda còn nói rằng là khi Đức Thế Tôn
đã chế định cái điều giới bổn luật Ba Lê Đề Mộc Xoa cho chúng tỳ kheo nương theo đó mà tu tập. Mỗi nửa tháng một lần các vị tụ họp lại, và sau khi tụ họp lại, một vị sẽ hỏi ở đây có vấn đề gì xảy ra cho một vị không, có vị nào phạm tội không, nếu có thì chúng tăng sẽ khuyến khích vị tỳ kheo đó nên sám hối theo pháp để làm cho được thân tịnh. Và như vậy thì không phải các vị tôn giả đó xử sự chúng tôi, mà là pháp xử sự chúng tôi. Những cái câu này rất là quan trọng, cái câu cốt lõi, cái câu cốt lõi của người. Do đó khi mà chúng ta học từng bài kinh Trung Bộ, ở trong đó chúng ta sẽ nên nhớ những câu, những Phật ngôn hay là những lời nói của các vị tôn giả A-la-hán để chúng ta biết được cái tinh thần tu tập ở trong đạo Phật như thế nào. Đó là những câu rất là quan trọng. Và thưa quý vị, có ba điểm mà tôn giả Ananda đã trả lời cho Bà La Môn Quát-xác-ca-ra. Trước hết là một cái câu mà trả lời cho Bà La Môn Gopaka Mokkalana: không có một vị tỳ kheo nào thành tựu được pháp như là Đức Thế Tôn. Những vị tỳ kheo đó chỉ học tập và thực hành theo pháp của Đức Thế Tôn thôi, chứ không có thành tựu như Đức Thế Tôn nào. Bởi Đức Thế Tôn là vị đã nấu lên, đã khơi dậy cái con đường chưa được khơi dậy, đã thiết lập con đường chưa được thiết lập. Ngài là bậc hiểu đạo, thông suốt về đạo. Như câu nói này Bà La Môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo, thị xảo về đạo. Và các đệ tử Ngài chỉ là những người sống hành đạo và tùy theo pháp sẽ thành tựu những pháp ấy vì sao. Phải nói rằng là tôn giả Ananda, một vị thủ kho chánh pháp, Ngài thông hiểu
kinh điển rất nhiều thú vị. Cho nên những câu hỏi đó được Ngài trả lời một cách rất xác đáng. Đó là điểm thứ nhất mà chúng ta cũng phải chú ý. Không có một vị tỳ kheo nào thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả pháp mà Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu. Đây là cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải chú ý. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải chú ý, khi được hỏi, khi được quan hệ thần Quát Sắc Ca đó, khi được Bà La Môn của Bà Cám của Cà La Ná hỏi có một vị tỳ kheo nào được tôn giả Gotama sắp đặt vị này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương cho các ngươi, và các ngươi sẽ y chỉ vị này, thì tôn giả Nhân Đa Ngài nói rằng là không có một vị tỳ kheo nào được Đức Thế Tôn tri giả, bậc tri giả, trí giả, tí giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác sắp đặt là vị tỳ kheo này sau khi ta diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông sẽ y chỉ vị này. Đó là cái nội dung câu hỏi thứ hai, vấn đề thứ hai, tức là về cái chỗ nương. Và cái vấn đề thứ ba đó, Bà La Môn, cái vị quan đại thần này, quan đại thần Quát Sắc Ca đó, Bà La Môn Quát Sắc Ca đó, đã hỏi tôn giả Nanda đa vấn đề thứ ba là trước Ngài nói không có vị tỳ kheo nào thành tựu tất cả các pháp mà Đức Phật đã thành tựu. Ngài cũng nói rằng là không có một vị tỳ kheo nào mà Đức Thế Tôn chỉ định vị ấy là chỗ nương cho tăng chúng. Như vậy thì do nhân gì duyên gì các vị có thể hòa hợp? Hai câu trước tôn giả Nanda đã trả lời phủ nhận rồi, và ông hỏi thêm một điều là vậy thì không có một vị tỳ kheo nào được chỉ định để làm chỗ nương tựa cho tăng chúng, y chỉ cho tăng chúng, vậy thì sao mà khác các vị lại sống hòa hợp được? Thì tôn giả Nanda nói rằng chúng ta không phải là không có chỗ nương tựa, chúng ta có chỗ nương tựa, và pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. Cái câu này chúng ta cần phải học thuộc lòng nữa. Cái câu thứ ba này chúng ta cần phải học thuộc lòng nữa. Quả thật như vậy thưa quý vị, nếu như mà Đức Thế Tôn Ngài trước khi viên tịch mà Ngài chỉ định cho một vị tỳ kheo nào, cho một vị tôn giả nào như là Ngài Mahakasapa là chỗ nương tựa cho tăng chúng, hay là chỉ định một vị tỳ kheo khác ở Bali Ngài Nanda là chỗ nương tựa cho tăng chúng, thì như vậy chắc có lẽ là
khi mà Phật giáo được truyền sang ở các cái xứ lân bang, tâm chúng sẽ không có sự hòa hợp nhau được. Nhưng mà đằng này đó, Tôn giả Đăng Đa đã khéo nói là chúng tôi có chỗ nương, và pháp và lực mà Đức Thế Tôn đã thuyết đó, pháp lực đó là chỗ nương tựa cho chúng tôi. Nhờ như vậy mà có cái sự hòa hợp. Và Tôn giả Nanda đa ngài đã nói rằng khi mà ở trong tăng chúng, trong tăng đoàn của chúng tôi có vị tỳ kheo phạm tội, thì chư tăng họp lại để giúp đỡ cho các vị đó như pháp mà thanh tịnh, như pháp mà thanh tịnh, tức là sám hối theo luật đó. Thì cái điều đó cũng không phải là các tôn giả đó xử sự, nghĩa là xử lý chúng tôi, mà chính pháp xử lý chúng tôi. Cái câu này cũng hay chứ quý vị. Từng câu ngài đang ngài trả lời rất là thú vị. Và những người mà xuất gia trong giáo pháp này bằng cái niềm tin đối với Đức Phật và giáo pháp, thì vị đó sẽ hoàn toàn chấp nhận, thỏa thích, quan hỷ chấp nhận khi mà tăng chúng đem pháp luật để khiển trách mình. Dù bị khiển trách nhưng mà khiển trách bằng pháp luật của Đức Phật thì đương nhiên vì cá nhân vị tỳ kheo nào cũng phải quan hỷ để chấp nhận, để thú nhận cái lỗi lầm của mình và chấp nhận sám hối theo pháp. Nhờ như vậy mà tăng chúng mới có cái sự hòa hợp với nhau. Nếu như giữa cái hội chúng mà cá nhân một cái vị trưởng lão lấy cái tư ý của mình, cái tư kiến của mình, lấy cái quyền hạn của mình để quở trách, để khiển trách cái vị tỳ kheo đó, thì chắc có lẽ sanh thù quán chứ không có thể thuyết phục được vị đó. Dù cho vị đó là vị A-la-hán nhưng mà cái tâm phàm phu khi mà nghe một vị A-la-hán mà khiển trách thì hạng phàm phu cũng giận. Thành ra đối với vị A-la-hán ngài dạy dỗ người khác, ngài cũng lấy pháp của Đức Phật để ngài dạy dỗ, ngài nhắc nhở. Nghe không nghe thì thôi, để tùy. Còn nếu như mà một vị trưởng lão mà chúng ta gọi nôm na đó là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa bây giờ đó, một vị phàm phu không lấy pháp lực để khiển trách, để giáo dục, để xây dựng vị khác, mà chỉ đem theo, chỉ lấy cái tư ý mình hay là xử sự theo cái pháp thiên vị, vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ hãi, vì sợ quyền lực và xử sự, thì như vậy là trong tâm chúng sẽ bị rối loạn, làm gì có sự hòa hợp được. Cho nên tâm chúng được hòa hợp là chính do nhờ lấy pháp làm điểm tựa, làm chuẩn mực. Tham ma chúng ta tây giác, đây là cái vấn đề thứ ba.
Cái vấn đề thứ tư mà tôn giả Ananda đã trả lời cho Bà La Môn Vatsakara, người ta hỏi: có vị tỳ kheo nào mà nay quý vị cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường và nương tựa không? Thì bây giờ tôn giả Ananda ngày nào có, về phương diện đó thì vẫn có. Mặc dù nói rằng không có vị tỳ kheo nào được chỉ định sẽ là chỗ nương tựa của tăng chúng, nhưng mà đối ở khía cạnh có vị tỳ kheo nào mình nay quý vị cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường và nương tựa không, thì tôn giả nói ra thì nó có. Đây cũng là một điều thú vị. Điều thứ tư này cũng rất là thú vị. Thì tôn giả đang đang ngày mới trả lời rằng có. Này Bà La Môn, có tỷ kheo mà chúng tôi cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường và sau khi cung kính tôn trọng chúng tôi an trú nương tựa nơi vị ấy. Này Bà La Môn, giữa chúng tôi vị nào có đầy đủ 10 pháp mà được Đức Thế Tôn trí giả kiến giả A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố thì đối với vị ấy chúng tôi cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường và sống nương tựa nơi vị ấy. Thế nào là 10 pháp mà vị tỳ kheo 10 pháp khả kính? Cái chỗ này ở trong văn bản Pali gọi là 10 pháp khả kính, ở đây gọi là khả hỷ. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là cái pháp khả kính. Cái pháp khả kính này gọi là Pasadeniya Thamma. Pasadeniya Thamma. Mười pháp khả kính đó là thứ nhất á, là vị tỳ kheo có giới hạnh. Vị tỳ kheo đó có giới hạnh. Thích của Sila Hoa Hồ Thích. Thứ hai là vị tỳ kheo đó là bậc Đa Văn và Hustô Hồ Thích. Thứ ba là vị tỳ kheo thành tựu pháp tri túc, là vị sống tri túc, sanh tốt thô Hồ Thích. Thứ tư là vị đó chứng đắc được bốn thiền không có khó, cha tu năng cha na năng đích ca ma la bồ thí. Thứ năm là cái vị tỳ kheo đắc được biến quá thông, à đề các vị tăng ít thi vị thần bách chân phổ thí. Thứ sáu là vị tỳ kheo đắc được thiên nhĩ thông. Thứ bảy là vị tỳ kheo đắc được tha tâm thông. Thứ tám là vị tỳ kheo đắc được túc mạng thông. Thứ chín là vị tỳ kheo đắc được sanh tử thông. Và thứ mười là vị tỳ kheo đắc được lậu tận thông.
chúng ta hiểu tóm tắt á, sáu cái điều mà từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, thứ sáu điều chúng ta gọi là vị tỳ kheo đắc lục thông, vị a la hán đắc lục thông. Còn điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó là có giới hạnh, đa văn, tri túc và chứng thiền. Bốn điều đó chúng ta dễ nhớ lắm thưa quý vị. Mười cái pháp mà gọi là Passa Daniya, Passa Daniya Thamma là cái pháp khả kính. Một vị tỳ kheo mà trở thành đối tượng khả kính cho chúng tăng đó là vị tỳ kheo đó thành tựu mười pháp đó. Có giới, đa văn, sống tri túc, chứng đắc thiền và sáu điều sau tức là đắc được lục thông. Nhớ như vậy là đủ rồi. Cái cách mà chúng ta chi pháp là chúng ta nhớ gì? Tất nhiên cái đó là để dành cho chúng ta nhớ, nhưng mà khi chúng ta liệt kê thì chúng ta phải liệt kê từng điều cho nó đầy đủ, giống như là trong kinh điển đã có trình bày. Như vậy thì trong cái điều thứ tư mà ngài Ananda ngài trình bày đó là mặc dù trước đã nói không có vị tỳ kheo nào mà được Đức Thế Tôn hay chúng tăng chỉ định là cái chỗ nương cho tăng chúng sau khi Đức Thế Tôn duy tịch, nhưng mà bây giờ khi được hỏi là hiện tại quý vị có vị tỳ kheo nào mà các vị cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường và nương tựa không, thì Tôn giả Ananda ngài nói có. Đó là những vị tỳ kheo thành tựu được, thành tựu được mười pháp khả kính. Điều đó cũng thú vị lắm thưa quý vị. Đến đây thì ông Bà La Môn Đại Thần Vassakara chuyển sang cái đề tài khác. Mặc dù chuyển sang cái đề tài nào đi nữa, hãy một câu hỏi hay thì gặp Tôn giả Ananda ngài cũng trả lời hay. Ngài là bậc đa văn mà hiện tại ngài là bậc A-la-hán. Sau khi Đức Tôn viên tịch 3 tháng thì ngài được chứng A-la-hán. Do đó cho nên Bà La Môn hỏi ngài đang trú ở đâu, thì ở tại vương xá Rajagaha, ngoại thành có cái khu vườn Túc Lâm Nguyên Lũ Quân Á. Đi qua tá chỗ nuôi dưỡng các con sóc, nuôi dưỡng Túc Lâm do Đức Vua Bimisara là phụ vương của Vua Xà Thế. Hiện tại Vua Bimisara đã kiến tạo cái Nguyên Lũ Quân Á Quy Hà đó để làm cái chỗ dừng chân cho Đức Phật và chúng tỳ kheo. Mỗi khi mà ngài đi du phương, ngài đi du phương thuyết pháp ở Hoàng Pháp đó, ngài ghé ngang qua cái xứ Makatha tại Rajagaha thì ngài ở trong cái vườn Túc Lâm này. Và thoạt đầu thì quan đại thần Vassakara đối với Tôn giả Ananda là khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng tôi có đến thăm Tôn giả Gotama. Ở đó Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện nói về thiền định.
Và tôn giả tán thán tất cả thiền định. Không biết là cái câu hỏi này, cái câu nói này, đại thần Vasakara muốn thử tôn giả Nanda hay là ông ta nhớ nhầm. Ông ta nói vậy, ông ta nói Đức Phật là tán thán hết tất cả thiền định. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, tôn giả Nanda ngày nói là ngày này Bà La Môn Thế Tôn, Đức Thế Tôn không có tán thán tất cả thiền định đâu, không có tán thán tất cả thiền định đâu. Và này Bà La Môn, loại thiền nào mà Đức Thế Tôn không tán thán và loại thiền nào mà Đức Thế Tôn tán thán? Loại thiền mà Đức Thế Tôn không tán thán đó, nói theo trong Thanh Tịnh Đạo mà phân định tu, mà ngài Bố Thí Cô Sát ngài đã trình bày, ngài đã nói đó là cái loại thiền định thuộc về hạ liệt, loại hạ liệt, loại định trung bình, loại định tinh lương. Cái loại hạ liệt đó là vị ấy tu thiền nhưng mà vẫn chi phối bởi năm cái triền cái, tức là tham dục, sân hận, vân vân. Cả vị vì cái mục đích tham mà tu thiền, vì cái mục đích sân mà tu thiền, quý vị nghe quý vị lấy làm lạ. Nếu mà còn năm triền cái thì sao chứng thiền được? Ở đây không có nói trên phương diện chứng thiền, mà nói trên phương diện mấy người tu tập còn bị phiền não mà tu tập. Quý vị thấy không phải lúc nào ai ngồi thiền cũng đáng được tán thán đâu. Có người ngồi thiền nhưng mà cái tâm họ vẫn tham dục chi phối, họ muốn được người khác cung kính, người khác đánh lễ, người khác cúng dường, cho nên lúc nào cũng tỏ ra mình là người tinh tấn để hành thiền hết á. Cái thiền đó Đức Phật này không có tán thán, tu thiền kiểu đó là Đức Phật không tán thán. Hay là vì sân hận hoặc là vì hôn trầm, tới giờ thì cũng tu thiền tỏ như mình rất là tinh tấn, nhưng mà vô ngồi thì gục lên gục xuống, bị buồn ngủ, cũng ngồi như người ta vậy. Cái đó là Đức Phật ngài không có tán thán. Ngồi thiền nhưng mà tâm tư bị phóng dật, bị trạo hối, ngài không tán thán. Ngồi thiền nhưng mà vị đó còn có cái sự nghi hoặc, còn có sự hoài nghi, hoài nghi truyền tái chi phối, thì như vậy Đức Phật không có tán thán. Ngồi thiền dễ có ích lợi hết, nó chỉ cốt là làm cho phiền não nó tăng trưởng thôi, dục mạng tăng trưởng thôi. Còn cái loại thiền mà Đức Thế Tôn mà tán thán đó là loại thiền như thế nào? Ở đây này Bà La Môn, loại thiền mà Đức Thế Tôn tán thán là ở đây một vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Giờ tầm tứ chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, không tầm, không tứ. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh định tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các hội thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm ở trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đó là loại thiền, loại thiền mà Đức Thế Tôn tán thán. Thì thưa quý vị, ở đây cũng là một câu nói rất quan trọng.
cái phần sau mặc dù nó không có liên hệ gì đến những cái đề tài đã nói trước, nhưng mà cũng nằm ở trong bài kinh này mà Tôn giả Nân Đa ngài đã trả lời. Như vậy thì ở đây chúng ta có 5 điểm mà chúng ta phải chú ý ở trong cái bài kinh này. Thứ nhất, chúng tôi lặp lại. Thứ nhất là về vấn đề một vị đệ tử là một vị đệ tử thì không có một vị tỳ kheo nào thành tựu được các pháp toàn diện như Đức Thế Tôn, không thể. Thứ hai, là Đức Thế Tôn không chỉ định cho vị tỳ kheo nào thay mặt ngài để mà làm chỗ nương tựa cho tăng chúng. Vấn đề thứ ba là mặc dù không có vị tỳ kheo được chỉ định làm chỗ y chỉ, nhưng mà các vị tỳ kheo vẫn sống hòa hợp với nhau cho đến bây giờ là nhờ các vị lấy pháp làm chuẩn, dựa vào pháp mà sống. Pháp ở đây là pháp luật. Thứ tư là ở trong tăng chúng vẫn có những vị tỳ kheo thành tựu 10 pháp hạ kính, đáng cho tăng chúng tôn trọng, kính lễ, đảnh lễ, cúng dường. Và thứ năm là không phải tất cả thiền định Đức Thế Tôn ngài đều tán thán, chỉ có những loại thiền định nào mà diệt trừ năm triền cái, ngăn trừ năm triền cái và thành tựu an chỉ định làm cái nền tảng cho tuệ giải thoát, cái tâm giải thoát, tuệ vị giải thoát, thì cái thiền đó Đức Thế Tôn mà tán thán. Còn thiền mà vì dục nhiễm, vì một cái mục đích bất chính, thì thiền đó Đức Thế Tôn không tán thán. Thì ở đây trong bài kinh này có 5 điều mà chúng ta phải chú ý trong cái lời giải của Tôn giả Nân Đa như vậy. Chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa của bài kinh Gopaka Mokkalana ngày hôm nay là như vậy. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều hòa phần thảo luận với chư tăng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính thức chư tăng tổ sư. Xin được để chư tăng tổ sư nghĩ một chút. Có hỏi chị đoàn Pháp Tân, chị đoàn Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu chị đoàn Pháp Tân đang có mặt ở trước máy thì chúng ta khoan vị trả lời cho cô thơ số 1. Dạ, chị đoàn Pháp Tân xuyên qua bài kinh này và như, cũng như là những gì ghi trong kinh Đại Bát Niết Bàn, thì nếu có một người họ nói rằng như vậy theo lời Đức Phật dạy đó, mình tu mình có pháp và luật là thầy của mình, như vậy mình không có cần những vị thầy khác ở trong đạo nữa. Nói như vậy thì có đúng hay không, hay là câu đó là pháp và luật mà Như Lai đã giảng dạy là thầy các con đó, thì nên hiểu như thế nào cho học từ hợp lý, kính chỉnh từ tổ học tập.
Dạ, Nam Mô Bụtthaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền, cùng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Theo con nghĩ rằng là đời sống tu tập thì thật sự ra thì trong kinh thì Phật dạy là lấy pháp, lấy lực làm thầy. Thì điều này con nghĩ rằng cái sự truyền thừa từ xưa nay, từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay thì cũng trải qua biết bao nhiêu cái sự truyền thừa mà ở các cái bậc tôn đức, bậc tổ đức để lại đó, thì cũng đều y cứ vào pháp và lực. Cho nên con nghĩ rằng cái câu mà gọi là pháp và lực là làm thầy của các vị tỳ kheo đó, thì ở đây theo con nghĩ rằng mình nương tựa vào đó. Dù là bậc tiền nhân trước đây, bậc thầy tổ trước đây cũng nương tựa vào pháp và lực để tu hành. Ngày hôm nay đó là truyền thừa từ hàng ngàn năm nay rồi, thì cũng các cái thế hệ ba, tức là các vị tỳ kheo chư tăng cũng lấy pháp và lực để làm thầy. Cái đó là cái mà như là một cái kim chỉ nam của các vị hành giả tu tập theo Phật giáo. Do vậy thì cái điều này thì con nghĩ rằng dù là xưa cũng như nay, ở quốc gia nào hay là thế hệ nào, rồi ở bất cứ một cái địa phương nào, nơi đâu có Phật giáo thì ở nơi đó có các vị tỳ kheo. Và các vị tỳ kheo sống ở nơi đâu đó thì cũng phải nương tựa pháp và luật. Pháp và luật, bởi vì pháp là phương pháp để mà tu hành những điều mà Đức Phật dạy, thì ở trong đó luật là cái điều mà các vị tỳ kheo phải hành trì, giữ gìn để mà làm cho nó tốt cho tăng đoàn, tốt cho mỗi cá nhân. Đó là cái điều mà con nghĩ rằng xưa nay là như vậy. Còn cái việc mà một vị thầy đó thì theo con nghĩ rằng là mình có cái sự truyền thừa, có cái sự truyền thừa. Ví dụ để mà thành tựu một vị tỳ kheo, thành tựu một vị tỳ kheo, thì vị tỳ kheo đó được cái tăng chúng, được thầy tế độ, được các cái vị thầy của mình cho mình xuất gia theo sự truyền thừa đúng như pháp, tức là tu theo bậc trên, lên bậc trên đó là tu tỳ kheo. Thì khi đó nó đúng theo cái pháp và luật đó, và đối với một cái vị tỳ kheo á, thì đời sống mình thì giống như con nghĩ rằng ở bên ngoài thì cũng có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Rồi khi mà mình xuất gia thì cũng có cái sự truyền thừa đó, cũng các cái bậc thầy tổ. Thì ở trong Phật giáo mình cũng phải nương tựa ở nơi thầy, nương tựa ở nơi thầy. Mà thầy của mình thì cũng nương tựa ở nơi pháp và luật. Con nghĩ là như vậy. Bởi vì thầy cũng phải nương tựa vào pháp và luật, và chúng ta thì nương tựa vừa pháp và lực, cũng nương tựa ở nơi thầy, cũng nương tựa ở nơi thầy. Cho nên giống như là trong lực thì một vị tỳ kheo đó là xuất gia, mình xuất gia tỳ kheo rồi phải nương tựa với thầy ít nhất cũng phải là 5 năm. Khi mà 5 năm đó đó, thì trong 5 năm đó đó mình có cái sự học hỏi, có sự kinh nghiệm, rồi có cái sự trải nghiệm, rồi tu tập dày dặn, thì mình đủ sự trưởng thành thì mình có thể rời thầy mình để mà mình đi hành đạo, hoặc là mình đi hoằng pháp, hoặc là mình đi việc này việc kia, mình có thể rời thầy. Nhưng mà đối với một vị đó thì dù là mình sa di thì mãi mãi là cũng phải là nương tựa nơi thầy thôi. Còn một vị tỳ kheo thì xuất gia mà 5 năm rồi đó, nếu mình đủ cứng đủ vững rồi đó thì lúc đó mình có thể rời người thầy của mình. Nhưng mà khi mà rời người thầy của mình á, thì ở đó đó mình cũng phải là, dù sao đi nữa thì cái người mà tiếp độ mình, cái người dắt dẫn mình á, thì trong cái điều mà một cái người đệ tử cần phải có đó,
đó là nhớ ơn thầy tổ, biết ơn thầy tổ, biết ơn những cái người mà đã dắt dẫn mình đi vào trong con đường Phật pháp này, tiếp dẫn mình ở trong cái Phật pháp này, cho mình tu ở trong giáo pháp này, tu lên bậc trên, tức là tu tỳ kheo, hoặc là một vị thầy giáo thọ đã hướng dẫn dạy dỗ cho mình về giáo lý luật ở trong đời, rồi hoặc là một thầy y chỉ. Có khi mình cái cuộc sống tu tập đó thì có những cái khó khăn vì về đời sống tinh thần, thì cũng nhờ cái vị thầy nhắc nhở mình hoặc là khuyến khích động viên mình, thì mình nhờ cái vị thầy y chỉ hoặc là những vị thầy yết ma tuyên bố giới dư tăng cho mình tu tỳ kheo, tu lên bậc trên. Thì con nghĩ rằng trong đời sống của một cái vị tỳ kheo đó nói chung và một vị tu sĩ nói riêng thì con nghĩ rằng thì dù sao đi nữa thì cũng phải có nương tựa ở nơi cái vị thầy của mình. Bởi vì thứ nhất là mình nhớ ơn, thứ nhất là mình nhớ ơn ai đã tạo cho mình cái tri kiến này, nhớ ơn ai đã tạo cho mình cái pháp phục này, rồi nhớ ơn ai đã dắt dẫn hướng dẫn cho mình, thì mình nhớ ơn những cái vị đó. Thì con nghĩ rằng dù là thầy tổ cũng vậy, trải qua bao nhiêu hệ thì cũng lấy pháp và luật để làm thầy. Rồi bản thân của mình cũng vậy, bản thân chúng con cũng vậy, lấy cái pháp và luật để mà làm thầy. Bên cạnh đó thì mình cũng phải nương tựa ở nơi vị thầy. Và vị thầy đó thì là bởi vì những vị mà đã có những cái kinh nghiệm, có những cái lớn mạnh ở trong Phật pháp này, và do vậy đó thì mình nương tựa ở nơi những vị đó để có những khi là đời sống của mình nó có những cái lúc mà nó khó khăn, nó bất trắc về tinh thần đó, thì cũng có những vị thầy nhắc nhở khuyên lơn hoặc là có phương pháp, có cái cách để dắt dẫn mình, đưa mình khỏi những cái sự khó khăn về đời sống tinh thần. Thì nhờ đó là nhờ vị thầy. Cho nên con nghĩ rằng khi mà nói đến là câu Phật ngôn gọi là sau khi Như Lai tịch diệt đó, thì các con hãy lấy pháp và luật làm thầy đó, thì con nghĩ là dù là chư tăng hay là Phật tử, mình lấy pháp, tức là cái phương pháp, pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở trong những cái phương pháp tu hành trao dồi cho chính mình, luật là cái mà sửa đổi cho chính mình, điều chỉnh cho chính mình đó, để làm thầy đó, thì dù là thầy tổ hay là bản thân của chúng ta hay là những người cư sĩ trải qua bao thế hệ cũng đều y cứ vào đó để làm thầy, giống như là một cái kim chỉ nam để mà mình biết cái hướng đi, định hướng để mà mình đi cho nó đúng đắn. Bởi vì mình đi mà nó sai lệch thì nó không thể nào đi đến cái đích điểm cuối cùng là con đường mà tu tập giải thoát. Cho nên con nghĩ rằng dù là ai cũng vậy, cũng nương tựa ở nơi pháp và luật, tức là lời dạy của Đức Phật khi mà tu ở trong Phật giáo này. Còn đối với thầy tổ thì là những người mà cũng nương tựa ở nơi pháp và luật này để tu hành, nhưng mà đối với bản thân mình là người học trò, một cái người được dắt dẫn, thì mình dĩ nhiên là hôm nay mình có một cái suy nghĩ, hôm nay mình được cái gì từ ở nơi đời sống tu hành này, trưởng thành như thế nào, thì cũng phải nói là nhờ những vị thầy tổ, dù đó là thầy hòa thượng Tế Độ, vị thầy Yết Ma, hay vị thầy giáo thọ, hay là vị thầy y chỉ, thì con nghĩ rằng cái điều đó rất là quan trọng để thể hiện cái pháp nhớ ơn. Và đó cũng là cái cách truyền thừa từ thế hệ này sang tới thế hệ khác. Thì con nghĩ là như vậy. Cho nên là con xin đóng góp chia sẻ vài cái suy nghĩ của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Cái trường mà Pháp Tân Thượng Tọa Trực Quyền có trước máy không? Nếu thưa Trực Quyền
đang có mặt trước mắt xin thỉnh chư tọa trả lời cho cô câu số 2. Thưa Thầy Thế Quyền, có một vài đoạn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn và câu chuyện xảy qua ra liên quan đến Tỳ Kheo Địa Bà Lạt Đa cũng giống như bài kinh ngày hôm nay. Thì nếu có một người hỏi chư tọa là Phật giáo nguyên thủy á, tức là ở chữ nguyên thủy đây không biết khoa là nói Phật giáo mà biết thời nguyên thủy này. Phật giáo và đúng nghĩa Phật giáo này, thì dạy như thế nào, quan niệm như thế nào về giáo quyền, tất cả các tôn giáo ngày nay đều nói giáo quyền hết, Phật giáo có nói về giáo quyền không, và về cái cơ cấu tổ chức cái tăng lữ đó thì nên được hiểu như thế nào, xin kính thỉnh thưa đạo trưởng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, quý vị nghe rõ, cảm ơn nhiều. Chúng con thành kính đảnh lễ Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ Đức Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân và Tâm Minh Đà. Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì chúng ta xác định rõ một điều trên tinh thần Phật giáo nguyên thủy. Cái quan niệm như thế nào về cái quyền, giáo quyền và cơ cấu tổ chức của tăng đoàn, của tăng lữ. Phải nói rằng là chính Đức Phật cũng vậy, ngài không có thiết lập một cái giáo quyền giao cho một ai cả. Còn cái ngày hôm nay chúng ta thấy ở các nơi thiết lập lên là vị này tăng trưởng, vị này mới có, hoặc là cái đồng hội, hội đồng tăng già của ngay cả các nước quốc giáo, thì cái đó chỉ là cái định chế sau này. Trên tinh thần nguyên thủy thì và trên pháp hòa lực, dựa trên pháp hòa lực của Đức Phật mà thực hiện cái chúng tôi gọi là giáo chỉ hay là giáo quyền, đó phải dựa trên pháp hòa lực. Vị này bao nhiêu hạ sẽ vị đó sẽ là một vị hòa thượng mà được ở trong lựa luật định, rồi vị này là có cái tri kiến, có cái sự tu tập như thế nào sẽ làm thầy, thì hay hoặc là chỉ là Pante Avuso, tức là chỉ hiền giả tôn giả, dầu ở bất cứ hình thái nào, đối với một vị hòa thượng và một vị tân tỳ kheo, khi mà cử hành lễ sám hối thì cũng là Pante Avuso. Cứ như thế thì chúng ta thấy nó cũng trật tự rõ ràng. Dĩ nhiên trên cái quy trình để mà là các vị tôn túc trưởng lão thì chúng ta có một cái lòng kính tinh, có một lòng tôn trọng rất lớn lao, biết vị đó là cao niên lập trưởng, vị ấy là một cái vị trí, có vị trí ở trong tăng đoàn là trải qua bao nhiêu thời gian, cái thời gian tu tập và cái thời gian mà vị ấy đã nhiệt huyết để tinh tấn để giữ gìn và tu tập pháp hội lực trên tự thân của các ngài, trên cái thân chứng của các ngài, hay là trên cái mà chúng ta gọi là cái thân giáo của các ngài, làm cho đạt hậu tánh. Chứ sự thật ra thì không có một cái cơ cấu tổ chức mang tính tăng đoàn giá trị tuyệt đối. Khi có một cái vị nào phạm luật thì tăng đoàn tập trung lại để cử hành gọi là sang khắc căm, tức là tăng sự khuyên bảo vị ấy trên tinh thần tuyên hôn. Nếu như vị ấy không nghe lời và không chấp thuận cái ý kiến của tăng đoàn thì là phạt vạ, và tăng quyết cái cơ cấu này đặc biệt hơn, tức là chư tăng sẽ tắc bạch tuyên ngôn với đại chúng tăng già. Và nếu như điều đó là điều sái quấy, khi đã được tăng nhắc nhở, khi đã được tăng tuyên ngôn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thì xem như vị ấy sẽ bị tăng phạt vạ theo cái trình tự tội mà vị ấy phạm phải.
chứ không có một cái tinh thần, tức là một tổ chức, tức là từ trên các vị lớn bảo xuống và các vị nhỏ phải nghe như thế này và các vị phải làm như thế kia, thì phải nói cái đó chỉ là cái định chế về sau để thiết lập nhiều cái tăng đoàn mà mang tính tức là thiếu ý thức, thiếu tự giác và không chấp hành, thì đó xem như là một hiến pháp, xem như là một lập pháp mà phải dựa trên pháp và luật thôi. Thì dầu cho các ngài từ ở các nước quốc giáo cũng vậy, thì các ngài cũng phải dựa trên cái pháp và luật. Khi mà can gián, khi mà hợp vào cái hội đồng tăng già, khi có vị nào phạm tội thì chúng ta tạm gọi tức là phân từng khu, chẳng hạn như là làng xóm này mà chúng ta gọi là quận hạt kia, để vị nào đứng lên, vị ấy sẽ có trách nhiệm, sẽ trông coi, sẽ dẫn dắt và sẽ theo dõi cái quy trình hoạt động của chư tăng ở các chùa đó. Và nếu như thấy không ổn định mà không làm việc được thì sẽ trình qua một cái hội đồng tăng già ở tỉnh đó, và cuối cùng thì tới một hội đồng tăng già của cả nước. Thì cái đó chính là một cái tổ chức mà về sau, chứ trên tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy, cái quan niệm là đại đồng, nó mang tính ý thức của tự giác của từng cá thân, cá nhân tu tập và dựa trên pháp và luật của Phật. Thì đó chính là một cái sự suy nghĩ của chính con, mà con hiểu như vậy. Nếu như có điều gì mà Thượng Tọa thấy cần phải, thì xin Thượng Tọa bổ túc để cho cái câu hỏi này nó cũng mang tính rất là đặc biệt. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa quay trở lại. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sao thưa thưa chương thưa quý vị, thưa đoàn thầy siêu, thưa đoàn có còn ở trước máy không? Nếu thưa đoàn thầy siêu đang ở trước máy và nghe được kính thỉnh thưa đoàn quan hỷ trả lời cho câu hỏi số 3. Một lần nữa xin được hỏi thưa đoàn thầy siêu, thưa đoàn có mặt ở trước máy không? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ. Yeah. Sư Nguyên Thông, theo cái hiểu của sư về Tam Bảo á, Phật Pháp Tăng á, thì có nhiều người họ quan niệm rằng trong Phật Pháp Tăng thì Phật là cao hơn hết. Tại vì Đức Phật là bậc đạo sư, là người giảng ra Pháp và người cho chư tăng tu. Nhưng mà có nhiều người nói rằng Pháp là cao hơn hết, bởi vì Pháp á, là ngay cả Đức Phật này cũng kính trọng Pháp. Pháp á, là cái chuẩn mực để chúng ta hiểu Phật, hiểu Pháp, hiểu Tăng. Nhưng cũng có người nói rằng chính Đức Phật này cũng dạy rằng cúng dường đến chư Tăng á, mà mới phân biệt thì có cái phước hơn cúng dường đến Đức Phật như một cá nhân nữa. Thì như vậy, theo cái hiểu của Sư Quán Thông á, là ở trong ba ngôi báo Phật Pháp Tăng á, có một cái ngôi báo nào mà cao hơn ngôi báo nào không? Hay là cả ba đều đồng bằng nhau? Dạ. Ô dạ. Xin quý vị quan hệ, xin đổi Sư Nguyên Thông nha. Xin không quan hệ chờ cho một chút xíu. Để xin thỉnh thì còn về siêu trả lời cho cô số 3 sẽ trả lời với Sư Nguyên Thông. Dạ. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng cho biết là chúng tôi sẽ trả lời cái câu thuận số 3.
Ở đây thưa quý vị, trong câu số 3, trong ba ngôi báo Phật Pháp Tăng này có phân chia cao thấp không? Tất nhiên là chúng ta thấy rõ Đức Phật là bậc đạo sư của tăng chúng. Và pháp, giáo pháp được Đức Thế Tôn giác ngộ và thuyết. Thì do đó cái sự sắp xếp Phật rồi tới pháp rồi tới tăng như vậy, ở cái khía cạnh này thì Đức Phật là cao quý nhất. Kế đó là pháp do Đức Thế Tôn thuyết. Vì nếu mà không có Đức Phật thì không, pháp không, không được thuyết giảng. Và sẽ không có tăng chúng, những người nghe Đức Phật này thuyết pháp rồi thực hành theo. Cho nên về phương diện này thì có cái sự sắp đặt Phật pháp và tăng. Nhưng nói ở khía cạnh thứ hai đó thì chúng ta dựa vào cái tinh thần tất cả đều dựa trên pháp mà tu tập, mà thành tựu. Như đối với trường hợp Đức Thế Tôn ngài sau khi đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác dưới cội cây Bồ đề, lúc đó ngài có suy nghĩ thật không phải lẽ nếu sống mà không có cái sự cung kính, ta hãy tìm có những vị sa môn và la môn nào đáng cho ta cung kính không. Lúc đó ngài xét thấy không có vị nào trong thế gian này đáng để cho ngài cung kính đảnh lễ. Vì nếu mà ngài là bậc chánh đẳng giác mà ngài cung kính đảnh lễ những sa môn và la môn ở trong cuộc đời này thì họ sẽ gặp nhiều cái sự bất hạnh, họ không đủ cái đức để cho ngài đảnh lễ. Cuối cùng thì Đức Thế Tôn ngỡ nghĩ rằng vậy thì ta hãy cung kính đảnh lễ pháp ta đã chứng ngộ rồi, ngài có cái sự cung kính pháp. Thì nếu nói trên khía cạnh đó đó thì giáo pháp vẫn được Đức Phật ngài cung kính, giáo pháp đứng hàng đầu. Nhưng mà ở khía cạnh thứ ba đó thì như trong bài kinh Đắc Thế Na Quý Phân Gác cúng dường phân tích, cúng dường phân biệt, thì lúc đó Di Mẫu Gotami Mahapachat Tati Gotami đã đem một bộ y mà chính do tự tay lệnh bà
vải, trồng cây vải, rồi đem dệt thành chỉ, dệt thành vải và may thành y cà sa. Cái bộ y rất đặc biệt, rất công phu. Đến bà nghĩ rằng là hãy cúng dường đến Đức Thế Tôn vì Ngài là bậc cao quý nhất. Nhưng khi mà lệnh bà đem đến thì Đức Phật Ngài khuyên bà hãy cúng dường đến tăng chúng. Thì bà mới đem cúng dường cho chư tăng 80 vị đại đệ tử từ trên xuống dưới, rồi dài cho đến các vị thinh văn khác. Cúng dường như vậy, đến cuối cùng thì cúng dường cái y đó đến tay vị tỳ kheo Achita. Vị tỳ kheo này thọ nhận, rồi Đức Thế Tôn này muốn cho lệnh bà có cái tâm quan hỷ, chớ có buồn phiền, không có buồn phiền. Thì Ngài đã thọ ký vị tỳ kheo đó là Đức Phật ở tương lai, kế tiếp Ngài là Đức Phật Mết Tây Giác, và rất là quan hỷ. Và sau đó Đức Thế Tôn lại đã tuyên bố rằng: Này Ananda, ta nói rằng cúng dường đến tăng chúng, đến tập thể Sankhika Đa Năng là phước báo vô lượng hơn là cá nhân tuyển thí Bút Phật Lý Cát Đa Năng. Thì như vậy trong trường hợp này, trên phương diện tạo phước vật đó, thì Đức Phật Ngài nói đến là cúng dường đến tập thể tăng chúng, tức là những bậc lậu tận giải thoát hay là những bậc hữu học. Với cúng dường tập thể như vậy thì phước báo nhiều hơn. Do đó cho nên đây không có cái sự phân chia cao thấp ở một khía cạnh, mà ở đây tùy theo chỗ mà nấu, tùy theo chỗ mà nấu. Ở khía cạnh từ đâu hình thành tam bảo thì Đức Phật là cao quý nhất, vì Ngài thuyết pháp và Ngài hướng dẫn cho chúng tăng đệ tử thực hành theo pháp thì Ngài là bậc cao quý nhất. Mình nói trên phương diện nhờ mục đích cao quý mà thực hành giáo pháp và chứng được cái siêu thế pháp Lukuttara Kamma, thì trên phương diện đó thì ngay cả Đức Phật Ngài cũng phải nhờ pháp mà Ngài được giải thoát, và tăng chúng cũng nhờ pháp mà được giải thoát. Như vậy trên khía cạnh này thì giáo pháp là cao quý nhất. Còn nói trên phương diện làm phước điền để gieo niềm tin, để gieo cái hạt giống thiện nghiệp cúng dường, thì Đức Phật đã tuyên bố tập thể tăng chúng
là vô lượng công đức. Thì đó là cái ba cái khía cạnh mà chúng ta cần phải hiểu. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 3 Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thúc cái kinh Thượng Tọa Thầy Siêu? Mà Thượng Tọa Thầy Siêu nhân Thượng Tọa còn ở trước máy, Thượng Tọa sẽ chia sẻ thêm và tại sao mà trong 10 pháp mà một vị tỳ kheo đáng được cho các vị bản đồ phẩm hạnh tôn trọng cúng dường là nơi an trú và nương tựa chư tăng, tức là trước tạm gọi là một cái tượng đài cao quý, một cái tháp y chỉ, thì trong 10 pháp này lại không nói đến hạ lạp, không nói đến tuổi đời, không nói đến học vị, không nói đến địa vị. Ví dụ như vị đó là trụ trì một ngôi đại tự, hay là một vị có nhiều học trò đệ tử vân vân, như quan điểm chúng ta hàng ngày, mà 10 pháp này lại 10 pháp đó lại không có liên hệ những điều này hết. Chúng ta có thể trở lại giải thích tại sao không, kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà nói cái sự cái pháp cung kính để có cái sự tôn ti trật tự và chúng tăng có cái sự hòa hợp với nhau đó, thì lúc đó mới đề cập đến cái vấn đề là hạ lạc. Hay là tuổi tác. Nhất là hạ lạc. Ở trong luật thì Đức Phật ngài dạy vị tỳ kheo cần phải có sự cung kính đảnh lễ một vị tỳ kheo cao lớn hơn mình ba hạ, phải đảnh lễ vị đó. Cái đó là để cho có tôn ti trật tự. Nhưng mà nói trên phương diện cái tinh thần tôn trọng, cung kính, gọi là cung kính pháp ấy, thì hễ và vị nào một vị tỳ kheo thành tựu được những cái pháp ấy, gọi là Passadinaya Thamma, thành tựu được pháp đó thì vị đó chư tăng các vị tỳ kheo nên cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường là nơi xứng đáng để các vị tỳ kheo khác an trú, nương tựa. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong luật gọi là thành tựu cái tăng tướng, thành tựu cái pháp tướng. Hai cái trường hợp đó chúng ta phải chú ý. Nếu như mà trong pháp và luật này chỉ đặt cái vấn đề là phải có sự cung kính với cái vị hạ lạp cao, thì trong trường hợp này cũng có khi lại là một điều đến cái sự tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì có những vị tỳ kheo cái tính tình xấu xa, nội tâm u ám, nội tâm hôi hám,
vị đó sống với những cái phiền não, với những cái tật xấu, với những ác bất thiện pháp, mà chỉ vì xuất gia trước, xuất gia lâu năm, cho nên trở thành cao hạ. Mà nếu cứ phải đảnh lễ tôn kính vị đó, thì như vậy là trong tăng chúng sẽ không còn tôn trọng pháp nữa. Cái trường hợp này cũng thất bại, sẽ làm cho tăng chúng đi đến chỗ suy sụp, và người ta sẽ không còn có sự thiết tha học pháp hay hành pháp. Cho nên ở đây cái sự cung kính vị tỳ kheo mà thành tựu 10 pháp này, cái sự cung kính đó nó sẽ đem lại cho tăng chúng một sự quan hỷ. Đem lại cái sự đoàn kết, hòa hợp, và bằng cái tâm tự nguyện. Bởi vì vị này, chư tăng sẽ thấy rằng vị này xứng đáng để được tôn trọng, xứng đáng để được cung kính. Giáo pháp, pháp đặc biệt mà vị đó đạt được, đáng để cho tăng chúng noi gương theo, thì chính cái điểm này nó sẽ giúp cho được thành tựu. Giữa tăng chúng có cái sự hòa hợp. Mặt khác, chúng ta cũng nên hiểu rằng cái thái độ cung kính Garavo là cái tâm cung kính, tôn trọng. Còn cái gọi là quan đánh nát hay là quan đánh nát, tức là cái sự đảnh lễ, cái sự cúi chào, thì cái việc mà cúi chào trước, đảnh lễ trước, thì cái đó là phải nói đến một vị tỳ kheo cao hạ, hạ lạc cao, vị đế tôn trước. Thì mình nhỏ hạ hơn, thấp hạ hơn, là mình phải đảnh lễ trước, mình phải chắp tay trước. Cái đó là cái hình thức, cái hình thức cung kính. Còn cái nội tâm cung kính á, thì hễ vị nào thành tựu được những cái pháp tốt lành, thì những vị đó mình luôn luôn phải có cái tâm cung kính. Đức Phật Ngài là bậc đạo sư, nhưng mà đối với những vị thinh văn đệ tử A-la-hán, những vị thinh văn của Ngài, những bậc A-la-hán, Đức Phật Ngài cũng vẫn có sự tôn trọng. Ngài vẫn có sự tôn trọng. Rồi như khi mà Đức Thế Tôn Ngài đi đến tại giảng đường, nhưng mà khi Ngài đến gần và Ngài được nghe ở bên trong cái giảng đường đó, mà một vị trưởng lão đang thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, thì Đức Thế Tôn vẫn đứng ở bên ngoài chờ dẫn đến khi pháp thoại được kết thúc, thì Ngài mới gõ cửa và bước vào. Cái này không phải là Ngài đảnh lễ cái vị đệ tử đang thuyết pháp, mà Ngài có sự tôn trọng pháp, kính trọng pháp. Cũng vậy, khi mà tăng chúng có cái sự kính trọng, tôn trọng, cung kính tôn trọng, cúng dường một vị tỳ kheo thành tựu được 10 pháp khả kính này, thì đó là tôn trọng pháp, là cung kính pháp. Cái việc đó là việc nên làm. Cho nên chúng ta phải phân biệt ở hai trường hợp. Một là cái sự cung kính vị tỳ kheo vì cung kính pháp. Hai là cung kính vị tỳ kheo vì vị đó
thành tựu giới pháp trước mình. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân biệt rõ hai cái trường hợp đó, chứ không thể hãy chấp nhận cái này thì bỏ cái kia, mà chấp nhận cái kia thì bỏ cái nọ, cái không nên. Thưa quý vị, các pháp thì luôn chúng ta phải xử sự tùy theo cái khía cạnh. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi, câu thảo luận số 4. Nam mô Bụt Thầy. Thưa quý Phật tử, nếu mà chúng ta đọc kinh điển cho kỹ càng thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều điểm tế nhị mà khi chúng ta nhận thức học hỏi đó thì chúng ta phải có sự cân nhắc, chứ không đơn giản là nhìn vấn đề theo cái nhìn thường thức, cái nhìn thường tình. Và chính vì vậy nên chúng ta rất là cần để ngồi xuống thảo luận nghi ngẫm, chứ không phải chỉ đọc một bài kinh cho qua. Còn vài phút sau cùng, chúng tôi xin được dành để đề cập đến vài việc liên quan đến đại dịch Corona. Thưa quý vị, hơn 2 tháng trước đây thì ngoài Trung Quốc, đa số người ở xứ khác nghĩ đến đại dịch là làm thế nào để phòng chống đại dịch. Ngày hôm nay thì toàn thế giới, và đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ, đại dịch Corona đã trở thành một thực tế mà chi phối đời sống. Hầu như chúng ta không thể lơ là, và sự ảnh hưởng của đại dịch trở nên sâu xa. Ngày hôm qua chúng ta có một báo cáo là tuần rồi, chỉ trong một tuần thôi, gần 4,5 triệu người ở Hoa Kỳ nộp đơn xin tiền thất nghiệp. Điều đó có nghĩa là con số người thất nghiệp hàng tuần mà 4-5 triệu người mỗi tuần xuyên suốt trong hơn 5 tuần lễ vừa qua tạo nên một cái lỗ hổng khổng lồ của kinh tế. Người ta nghĩ rằng ảnh hưởng kinh tế rất là nghiêm trọng, nhưng mà có một lĩnh vực khác thực sự rất là đáng để quan tâm, đó là cái quan hệ giữa con người với con người ở trong gia đình. Cứ tưởng tượng như vậy là chúng ta là người lớn, chúng ta thấy rằng trong thời kỳ bệnh dịch cần sự cách ly, cần giữ khoảng cách thì vẫn bình thường. Trẻ em còn nhỏ mà trải qua một cái thời kỳ cách ly, khi mà cha mẹ ra bên ngoài đi làm việc về sẽ lây lan cho con cái, giữ một khoảng cách thì sao chứ? Nó sẽ ảnh hưởng tinh thần rất là trầm trọng. Và các nhà tâm lý đi đầu nói rằng sự cách ly trong thời bệnh dịch đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tâm lý của trẻ em ở trong cái thời gian mà người ta chưa tìm ra thuốc để chủng ngừa, để giải quyết bệnh dịch. Chúng ta không biết bao lâu, nhưng mà ví dụ trong 1 năm, 2 năm mà cha mẹ trong điều kiện đi làm về phải cẩn thận, phải gìn giữ khoảng cách đối với con cái, thì điều đó ảnh hưởng lớn đến tinh thần, và mọi người nên đặc biệt quan tâm. Tại vì đôi lúc phải giải thích mà những điều mà trẻ em không thể hiểu được. Đôi lúc chúng ta phải chấp nhận một thực tế là cái xã hội, cái văn hóa chúng ta ngày nay nó sẽ không bao giờ giống như ngày xưa. Ở trong một bài báo sáng nay ở trên tờ USA Today đó, thì người ta cho thấy rằng hơn 90% các cái nông trại, hãng xưởng, cơ sở thương mại đó đều phải tái tổ chức chức lại, nhằm mục đích vừa là làm việc mà vừa là có sự cách ly an toàn. Thật ra có nhiều nơi người ta không biết sao, không biết làm sao để có thể mọi người cùng làm việc
mà cùng được giữ được một khoảng cách an toàn, gọi là giãn cách xã hội. Và hầu như điều này có nghĩa là tất cả chúng ta phải đối diện với một thực tế mà chưa ai dám nghĩ, và chưa bao giờ ở trong ngành quản trị, ở trong ngành tổ chức, cơ sở thương mại, hãng xưởng mà người ta nghĩ tới hết. Nó không phải dễ dàng. Chúng ta nói ở tại Hoa Kỳ thôi, có những công ty cả hàng ngàn người làm việc. Trong hàng ngàn người làm việc đó cũng như cũng trường học, có cả ngàn ngàn học sinh đi học, những khoảng cách xã hội ở trong một lớp học, khoảng cách xã hội ở trong một cái công xưởng, những khoảng cách xã hội ở trong một cơ sở thương mại, thật ra không bao giờ, không bao giờ có thể tưởng tượng là chúng ta phải đối mặt với những cái bài toán vô cùng khó khăn như vậy. Không ai biết sẽ phải làm sao hết. Chắc chắn một điều là chúng ta sẽ phải thích nghi. Nhưng mà điều đó đó, nó cần sự kiên nhẫn, nhẫn nại. Mà cái sự kiên nhẫn đó đó, nó không dễ dàng có ở con người chúng ta. Chúng ta càng lúc càng khủng hoảng, càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng bản thân của mình cần sự kiên nhẫn, và người thân của mình cũng cần cái sự hỗ trợ. Và do vậy hơn bao giờ hết, ở trong thời đại này đó, khi bệnh dịch đang lây lan, chúng ta nên cố gắng để kiên nhẫn, để giải thích, để làm sao cho những người xung quanh mình hiểu được, nhất là những bạn trẻ, những người nhỏ tuổi ở trong gia đình. Và chẳng những vậy mà phải tích cực nhiều hơn, có thể tích cực gấp 2, gấp 3 lần, để mọi người thấy được cái tình thương cho những thành viên ở trong gia đình, mà cùng lúc phải giữ khoảng cách với nhau. Tất nhiên nói thì như vậy, nhưng mà thực hiện không dễ dàng. Nhưng mà chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Mong rằng chúng ta có đầy đủ nghị lực, đầy đủ sự kiên nhẫn, đầy đủ trí tuệ để làm tốt trong việc gìn giữ sự an toàn cho bản thân và những người thân xung quanh mình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa quý chư vị giảng sư đã vào room thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai. Còn xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân tiền tọa giặc bẩn rất là nhiều. Dạ. Sư luôn luôn quan tâm đến tình cảm và những cái tình hoạn trong nạn đại dịch này đến với hàng Phật tử chúng con. Dạ. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm nguyện công đức đã làm cả chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Yang
See you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Muttha Tham Má xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn Tư Mẫn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Rạng Đông chờ Nhật Quỳnh chút xíu nha, Rạng Đông đừng có bay nha, Rạng Đông.